Định kỳ một tháng một lần, cứ vào ngày thứ tư tuần đầu tiên của tháng, khu vực hành lang của Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu lại được chuyển đổi công năng, trở thành một salon tóc cho bệnh nhân tại đây. Chia sẻ ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị về salon tóc đặc biệt này. Hôm nay em phục vụ cho bệnh nhân rất là tốt, em làm rất là nhiệt tình. Nên cảm ơn, nhưng mà cảm ơn các em nhiều. Thấy nói chung là chương trình cắt tóc thì nói chung là đây là hay đấy, giúp đỡ cho những người trong bệnh viện này, nó đỡ đi chút phần nào cho những người khó khăn. Nhiều khi đó, cũng mấy chục ngàn thôi nhưng mà người ta cũng rất cần. Tức là thời gian nó đi về nó cũng phức tạp, nên là mình cắt ở đây nó tiện ích cho những bệnh nhân hơn. Những hàng ghế đặt gọn gàng dọc lối đi, hành lang bệnh viện biến thành salon tóc phục vụ bệnh nhân miễn phí. Đây là hình ảnh tại Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu trong ngày thứ tư tuần đầu tiên của tháng, do nhóm thanh niên Sống Hạnh Phúc phối hợp với Bệnh viện Lê Lợi tổ chức. Thợ cắt tóc do nhóm vận động từ các salon tóc trên địa bàn tỉnh tham gia. Hoạt động này đã diễn ra từ tháng 10 năm 2018 đến nay. Trước người nhà mình ở bệnh viện Chợ Rẫy thì cũng có nằm ở đó một thời gian và cũng có cái đội như thế này, người ta làm ở thành phố thì chính vì vậy mình ý tưởng bắt đầu từ đó và cũng xuất phát từ giúp đỡ người bệnh, họ không có khả năng đi lại. Không những được cắt tóc miễn phí cùng trò chuyện vui vẻ mà khách hàng là những bệnh nhân hay thân nhân bệnh nhân còn được tặng những món quà hữu dụng ý nghĩa nên ai cũng vui vẻ hài lòng. Thì nói là rất hay bởi vì là giúp đỡ bệnh nhân nhiều, mà tổ chức như này tôi thấy là cũng ít nơi làm, vừa không mất tiền cắt tóc lại vừa được quà nữa, hiếm có. Cảm ơn các cháu nhé. Trung bình mỗi buổi cắt tóc diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút, nhóm phục vụ từ 170 đến 200 người. Đối với những bệnh nhân không thể đi lại được, nhóm đến tận giường bệnh để phục vụ. Khi mà mình làm việc mình đổi lại thấy là cái niềm vui, và khi mình cắt xong một cái đầu thì cái nụ cười của những bệnh nhân ở trên môi ấy, thì mình và các bạn trong đội tình nguyện cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Đây là một chương trình rất là tốt, nói chung là để giúp ích cho bệnh nhân và người ta cũng làm giảm cái tình trạng và những cái khó khăn về cái mặt tinh thần cho bệnh nhân, làm cho bệnh nhân vui vẻ hơn và cũng nhanh khỏi bệnh hơn. Nói chung là cũng đây một chương trình rất là tốt và rất ý nghĩa. Các bạn ở đây rất là nhiệt tình, từ ban giám đốc cho đến tất cả các cái phòng ban, người ta cũng rất ủng hộ cái chương trình cắt tóc tình nguyện này. Tụi em sẽ mở rộng thêm cái gội đầu sau khi cắt tóc. Thì sắp tới bên em có thể tăng lên tháng 4 lần và hàng tuần, mỗi tuần lần. Em đến không cắt được về lần trước tháng trước.